Bài 10. Vượt qua nỗi sợ. Chúng ta thường nói, không có gì đáng sợ hơn sự sợ hãi. Cũng cần nhấn mạnh rằng, khi một người đã thoát khỏi nỗi sợ hãi, thì sẽ chẳng có gì nguy hiểm khi thực hiện xuất vía, cho dù chuyến đi đó có xa tới đâu chăng nữa. Nhưng bạn có thể hỏi, vậy có gì đáng sợ ở đây? Chúng tôi xin dành ra bài học này để bàn về nỗi sợ hãi và những gì không nên sợ hãi. Sợ hãi là một cảm xúc tiêu cực, có thể bào mòn những nhận thức tốt của con người. Bất kể nỗi sợ hãi của chúng ta là gì, mọi hình thức sợ hãi đều gây hại. Người ta có thể sợ rằng khi du hành thể vía thì không quay lại được thân xác. Việc có thể trở lại cơ thể là đương nhiên, trừ khi người đó đang sắp chết thật hoặc đã sống hết cuộc đời trên trái đất rồi. Tức là bạn cũng đồng ý rằng chẳng có gì liên quan tới việc xuất vía cả. Ta cũng phải thừa nhận rằng có trường hợp người đó sợ hãi, đông cứng lại đến mức không thể làm gì. Trong tình huống đó, nếu đang trong thể vía, sự hoảng sợ này có thể khiến thể vía không cử động được. Tất nhiên điều này làm chậm tiến trình nhập xác đôi chút cho tới khi nỗi sợ giảm dần. Bạn biết đấy, nỗi sợ sẽ giảm dần. Mỗi loại cảm giác chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn. Vì vậy sự sợ hãi đơn giản chỉ làm chậm tiến trình quay trở lại cơ thể an toàn mà thôi. Chúng ta không phải hình thái sống duy nhất có thể vía, cũng như loài người không phải là hình thái sống duy nhất trên trái đất. Trong thế giới của chúng ta có những sinh vật thân thiện được biết đến như chó, mèo, ngựa, chim. Nhưng cũng có những sinh vật kém thân thiện như loài nhện hoặc loài rắn với những vết cắn và nọc độc của chúng. Hay những tạo vật đáng sợ như vi khuẩn, virus và những thứ độc hại khác. Nếu bạn nhìn những con vi khuẩn dưới kính hiển vi, bạn sẽ thấy chúng như những sinh vật kỳ bí mà có thể hình dung như sống cùng lũ rồng trong các câu chuyện cổ tích. Trong cõi trung giới có nhiều thứ còn kỳ lạ hơn bất cứ cái gì bạn có thể bắt gặp trên trái đất. Ở cõi trung giới, bạn sẽ bắt gặp những sinh vật, những người hoặc thực thể đặc biệt. Ta có thể bắt gặp các tinh linh thiên nhiên, những sinh vật tốt bụng và thân thiện. Nhưng ở đây cũng có những sinh vật ghê gớm mà có lẽ chỉ được biết đến qua các câu chuyện truyền thuyết hay tiểu thuyết của các nhà văn như quỷ dữ, thần rừng và cả đống sinh vật xấu xí. Một số sinh vật ở dạng tiến hóa thấp và có thể sau này sẽ thành người, hoặc cũng có thể phân nhánh sang giới động vật. Dù sao đi nữa, ở giai đoạn phát triển này, chúng đều khá khó chịu. Tạm dừng một chút ở đây để đề cập tới những người say rượu. Họ thường nhìn thấy những con voi màu hồng hay những hiện tượng kỳ dị khác. Thực ra thì họ đang nhìn thấy những sinh vật kỳ bí chúng ta vừa đề cập ở trên. Người say rượu là những người đã lái thể vía ra khỏi thể xác và đi vào các tầng thấp nhất trong cõi trung giới. Tại đây họ bắt gặp những sinh vật hết sức đáng sợ. Và sau khi tỉnh rượu, như mọi khi, họ vẫn giữ những ký ức sống động về những gì đã thấy. Dù say rượu là một cách để đi vào cõi trung giới và ghi nhớ, nhưng đó không phải là cách được khuyến nghị, vì nó thường chỉ đưa người ta tới tầng thấp nhất, cảnh giới suy đồi nhất trong cõi trung giới. Hiện nay có rất nhiều loại thuốc được sử dụng trong ngành y tế để điều trị các bệnh về tâm thần có tác dụng tương tự, ví dụ mescaline, một chất có thể thay đổi các dao động sóng não và đẩy thể vía ra khỏi cơ thể và đi vào cõi trung giới theo đúng nghĩa đen. Cũng xin được nói thêm, đây cũng không phải là cách được khuyến cáo. Thuốc và các cách thức khác để đẩy thể vía ra khỏi thể xác đều thực sự có hại. Chúng gây hại tới chân ngã. Nhưng hãy cùng chúng tôi quay trở lại với các phần tử. Chúng ta định nghĩa thế nào là phần tử?
Phân tử là hình thái cơ bản của sự sống tinh thần. Chúng ta được cấu thành từ các hình tư tưởng. Những hình tư tưởng đơn thuần là sự phóng chiếu từ hữu thức hoặc vô thức của con người. Bản thân chúng không có sự sống thật. Hình tư tưởng được tạo ra bởi các thầy tu Ai Cập cổ đại để bảo vệ xác ướp của các vị pharaoh vĩ đại và các vị hoàng hậu nổi tiếng trước sự xâm phạm của những kẻ trộm mộ. Các hình tư tưởng được xây dựng từ ý tưởng rằng chúng sẽ đẩy lùi những kẻ xâm nhập, rằng chúng sẽ tấn công vào tâm thức những tên trộm để khủng bố tinh thần những kẻ này, khiến chúng sợ. Chúng ta không quá quan tâm về các hình tư tưởng vì chúng chỉ là những thực thể vô thức, chỉ đơn giản được các thầy tư tế đã chết giao nhiệm vụ và được cài đặt để hoàn thành các công việc cụ thể. Chúng là lá chắn bảo vệ các ngôi mộ chống lại kẻ xâm nhập. Chúng ta chỉ quan tâm tới một số thời điểm với phân tử. Các phân tử như chúng ta đã đề cập, chúng là tinh thần con người ở giai đoạn sơ khai. Trong thế giới linh hồn, tại cõi trung giới, chúng tương tự như loài khỉ ở thế giới loài người. Loài khỉ không hề có tính trách nhiệm, tinh nghịch, thường quanh quẩn và làm phiền. Và chúng cũng không có những lý luận riêng của mình. Chúng, như ta thường nói, là tầng nguyên thủy của sự sống mà thôi. Các phân tử có vị trí trong cõi trung giới như lũ khỉ trong thế giới loài người, là các hình thái có chuyển động chút ít nhưng không có mục đích. Chúng hay trở trứng và làm bộ ghê gớm để dọa dẫm. Chúng tạo nên những trạng thái đe dọa đối với con người khi du hành thể vía, nhưng tất nhiên chúng không thể gây hại gì. Hãy luôn luôn ghi nhớ rằng chúng chẳng thể gây hại gì hết. Nếu bạn từng không may phải vào bệnh viện tâm thần và nhìn thấy những trường hợp loạn trí nặng, bạn sẽ bị sốc với những bộ dạng của ca bệnh nặng. Họ tiến đến gào thét hoặc có thể có những hành động vô nghĩa. Họ làm nhảm và chảy nước dãi. Nhưng đứng trước thái độ cương quyết, họ lại trở nên yếu đuối và lùi bước. Khi bạn đi qua những cảnh giới thấp của cõi trung giới, bạn có thể bắt gặp những loại người này, một số khá kỳ dị và lạ lùng. Đôi khi nếu người xuất vía thấy e sợ thì các sinh vật này càng tụ tập xung quanh và cố tình gây rối cho họ. Chúng không có ý gây hại. Thực ra chúng hoàn toàn vô hại, trừ khi người đó sợ chúng. Khi có một người bắt đầu xuất vía, bạn sẽ thường bắt gặp 2 hay 3 những thực thể cấp thấp tụ tập gần đó để quan sát họ đi ra thế nào. Cũng tương tự kiểu người thích đứng xem kẻ học lái lần đầu lái xe. Những khán giả này luôn mong có sự gây cấn, kích thích xảy ra. Và đôi khi, nếu lái mới bị bối rối, anh ấy hoặc cô ấy sẽ đâm vào cột đèn hoặc gây ra hành động nào đó thỏa mãn sự hiếu kỳ của người xem. Những phân tử như vậy vốn không có hại. Chúng đơn giản là tìm kiếm sự giải trí, rẻ tiền. Chúng thích nhìn thấy sự biến dạng của con người. Do đó nếu bạn thể hiện sự sợ hãi ra ngoài, chúng sẽ vui sướng tiến đến, tiếp cận và đe dọa bạn. Thực ra chúng không thể làm gì con người. Chúng giống như những con chó sủa bậy, và một con chó sủa bậy thì không gây hại gì. Hơn nữa, chúng chỉ có thể làm phiền tới bạn nếu bạn sợ hãi và cho phép chúng khiến bạn sợ hãi. Đừng sợ hãi, không có gì có thể xảy ra với bạn cả. Bạn rời khỏi cơ thể, bay vào cõi trung giới và 90-99% là bạn sẽ không nhìn thấy những thực thể cấp thấp này. Xin được nhắc lại một lần nữa, bạn sẽ chỉ nhìn thấy chúng khi bạn sợ hãi chúng mà thôi. Thông thường bạn sẽ bay vượt lên khỏi lãnh địa của chúng. Chúng chỉ tụ tập ở những cảnh giới thấp của cõi trung giới, cũng như loài sâu tụ tập đáy sông hay biển vậy. Khi bạn tiến vào cõi trung giới, bạn sẽ gặp rất nhiều sự kiện đáng chú ý. Bạn có thể nhìn thấy những tia sáng rực rỡ từ phía xa. Đó là những cảnh giới vượt khỏi
tầm của ta. Bạn còn nhớ những phím đàn của chúng ta chứ? Con người khi tồn tại trong cơ thể chỉ có thể nhận biết được 3 đến 4 nốt nhạc. Nhưng khi rời khỏi cơ thể và tiến vào cõi trung giới, bạn sẽ được mở rộng giới hạn thêm vài nốt nhạc. Sự mở rộng giới hạn như vậy cũng đủ để bạn nhận thức được những thứ lớn lao hơn ở phía trước. Một vài thứ trong đó được thể hiện bởi ánh sáng chói lòa khiến bạn không thể nhìn rõ chúng là gì. Nhưng lúc này hãy tiếp tục trong không gian của cõi trung giới. Tại đây bạn có thể viếng thăm những người bạn hoặc những người họ hàng. Bạn có thể tới mọi thành phố trên thế giới và nhìn ngắm những tòa nhà vĩ đại. Bạn có thể đọc những cuốn sách bằng những ngôn ngữ lạ. Hãy nhớ rằng trong cõi trung giới, bạn biết tất cả các ngôn ngữ. Bạn sẽ cần tập luyện việc xuất vía. Dưới đây là một số mô tả về việc xuất vía cũng như những kinh nghiệm để bạn thực hành. Ngày đã dần kết thúc, bóng tối bắt đầu trùm lên, chỉ để lại ánh hoàng hôn tím dần cho tới khi tắt hẳn. Bầu trời chuyển sang màu tràm rồi tối đen, những ánh sáng le lói lan tỏa xung quanh. Ánh xanh trắng từ những chiếc đèn đường, ánh vàng lấp ló trong các ngôi nhà, dường như bị che khuất bởi những chiếc rèm che cửa. Cơ thể vẫn đang nằm trên giường một cách tỉnh thức, hoàn toàn thoải mái. Từ từ bạn sẽ có cảm giác chìm xuống, một cảm giác như thể có gì đó đang trôi dạt, dịch chuyển, có những vết ngứa lâm dâm trên khắp cơ thể, rồi dần dần có một sự tách rời. Phía trên cơ thể đang nằm thẳng, một đám mây được hình thành tại điểm cuối của sợi chỉ bạc. Đám mây bắt đầu vô định, không hình dạng, giống như vết mực lớn loang lổ trong không khí. Chậm chậm đám mây hình thành vóc dáng cơ thể người, bay lên khoảng 3 đến 4 feet, khoảng 1,2 mét. Tại nơi, nó lắc lư và xoắn lại. Qua khoảng vài giây, thể vía bay cao hơn, sau đó bàn chân nghiêng sang một bên. Rồi từ từ nó hạ xuống, đứng ở phía cuối giường, ngắm thân thể nơi nó vừa rời khỏi và vẫn còn liên kết. Trong căn phòng, những cái bóng leo lắt tụ lại một góc, như những sinh vật lạ bị dồn vào chân tường. Sợi chỉ bạc vẫn rung lên và tỏa ánh sáng xanh bạc mờ ảo. Bản thân thể vía phát ánh sáng xanh dịu. Thể vía quan sát xung quanh rồi nhìn xuống cái xác đang nằm nghỉ ngơi thoải mái trên giường. Đôi mắt lúc này nhắm chặt, hơi thở chậm rãi, yên tĩnh, không cử động, không co giật. Thể xác dường như đang nghỉ ngơi hoàn toàn và thoải mái. Sợi chỉ bạc không rung nữa, nên không còn bất cứ sự bất ổn nào. Cảm thấy hài lòng, thể vía lặng lẽ và từ từ bay lên không trung, xuyên qua mái nhà và đi vào màn đêm. Sợi chỉ bạc được kéo giãn nhưng không hề giảm kích thước. Giờ đây, thể vía giống như một quả bóng bay, thổi căng được buộc vào ngôi nhà là thể xác. Thể vía bay cao lên chừng 15 mét, 30 mét hay 60 mét phía trên mái nhà. Rồi nó dừng lại, trôi nổi, nhàn hạ và nhìn lại. Nhìn từ những ngôi nhà dọc các con phố hay từ những con phố bên cạnh, có thể thấy những dải màu xanh, các sợi chỉ bạc của những người khác. Chúng cứ kéo dài rồi biến mất trong khoảng không vô hạn. Con người luôn xuất vía vào ban đêm, dù họ nhận thức được hay không. Nhưng chỉ những người yêu thích luyện tập xuất vía mới trở lại với tất cả nhận thức đầy đủ về những gì họ đã trải qua. Thể vía vẫn đang trôi nổi trên mái nhà, nhìn lại và quyết định nơi cần đi. Cuối cùng nó quyết định tới thăm một vùng đất xa. Ngay khi định được khoảng cách, nó lập tức bắt đầu với tốc độ kỳ diệu, vượt qua các vùng đất, vượt qua biển cả và thậm chí vượt qua cả những con sóng lớn bạc đầu. Có một lúc trong chuyến hành trình, nó nhìn chăm chú xuống dưới, đường đua trên vùng biển huyên náo với ánh sáng và âm nhạc vang lên từ sàn tàu. Rồi thể vía lại tăng tốc để bắt kịp thời gian. Qua tối rồi lại đến đêm, rồi lại tối và tới chiều muộn.
Chiều muộn dần qua đi và chuyển sang trưa. Cuối cùng trong ánh sáng chói, Thể Viễn nhận ra rằng nó đã tới vùng đất muốn nhìn ngắm. Mảnh đất yêu quý với những con người đáng yêu. Một cách nhẹ nhàng, Thể Viễn hạ xuống mặt đất và hòa vào những con người trong thể xác mà không ai nhìn thấy, nghe thấy nó. Sau cùng bỗng xuất hiện một lực kéo mạnh mẽ, xoắn lại từ sợi chỉ bạc. Ở vùng đất xa xôi kia, thể xác bị bỏ lại và cảm nhận được ngày mới lại đến và đang kêu gọi vía của nó trở về. Trong một vài khoảnh khắc, thể vía cố nán lại, nhưng sự cảnh cáo cuối cùng là không thể bỏ qua. Thể vía bay lên không trung, bất động trong giây lát, giống như những chú chim câu, sau đó tỏa ra khắp bầu trời, nhấp nháy trên mặt đất, vượt qua mặt nước, rồi quay trở lại mái nhà. Những sợi chỉ bạc khác cũng rung lên, những người khác cùng nhau trở về với thể xác họ. Thể vía này hạ xuống qua mái nhà mình, trôi nổi ngay phía trên cơ thể của nó, từ từ, nhẹ nhàng với sự cẩn thận nhất định. Nó đi xuống và nhập vào thể xác. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác lạnh lẽo, mơ màng, nặng như chì đè lên. Sự nhẹ nhàng, tự do, ngập tràn màu sắc trong thể vía biến mất dần, thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo. Nó như thể bạn phải khoác một chiếc áo ướt bên ngoài cơ thể ấm áp vậy. Thể xác cử động và mở mắt. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt của ngày mới xuất hiện phía đường chân trời. Thể xác cử động và nói: "Tôi nhớ tất cả những trải nghiệm đã qua." Bạn cũng có thể có những trải nghiệm như vậy. Bạn cũng có thể xuất vía. Bạn có thể nhìn thấy những người mà mình yêu quý. Và mối quan hệ của bạn với những người yêu quý càng nhiều thì bạn càng dễ xuất vía. Nó cần sự luyện tập và luyện tập nhiều hơn. Theo những ghi nhận của các truyền thuyết phương Đông, từ thời xa xưa, con người đã có thể xuất vía vào cõi trung giới. Nhưng vì nhiều người đã lạm dụng điều đó nên khả năng này bị tước đi. Đối với những người có tư tưởng thuần khiết, những người tâm trí thuần khiết, sự thực hành sẽ giải phóng họ khỏi thân thể nặng nề và sẽ có thể đi bất kỳ đâu họ muốn. Bạn sẽ không chỉ luyện tập trong 5 phút hay 5 ngày. Bạn cần hình dung rằng mình có thể làm điều đó. Bạn chính là điều bạn tin. Bất cứ điều gì bạn tin mình có thể làm được là bạn làm được. Nếu bạn thực sự tin, nếu bạn chân thành tin rằng mình có thể làm được điều gì đó, thì chắc chắn là bạn làm được. Tin tưởng, và cùng với sự thực hành, bạn sẽ có thể du hành vào cõi trung giới. Xin nhắc lại một lần nữa, đừng sợ khi xuất vía, bởi không gì có thể làm hại bạn. Đừng để ý đến những thực thể cảnh giới thấp cố tình làm bạn hoảng sợ hoặc kinh hãi, dù rất ít khả năng bạn nhìn thấy chúng. Chúng không thể làm gì bạn trừ khi bạn sợ chúng. Bạn được an toàn tuyệt đối khi không sợ hãi. Vậy có thể tập không, và bạn đã quyết định sẽ đi đâu chưa? Hãy nằm lên giường. Tất nhiên là chỉ nằm một mình trên giường thôi nhé. Và tự nhủ với bản thân: tối nay bạn sẽ đến nơi này, nơi kia để thấy cái này, cái kia. Và khi thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ nhớ tất cả mọi thứ bạn đã làm. Luyện tập là tất cả những gì bạn cần để có thể đạt được điều này.